Tấm mình sẽ trải ra và mình mới tấm góc nhỏ tấm cái đầu ở trên đây trước. Mệt nha, dở cái này lên bẻ xuống. Cái mỏ này vô ạ. Cái mỏ này vô. Nếu mình coi có đúng chiều chưa ha. Đúng chiều có gì chưa để nó lọt. Vũ ra mình căng hết góc ra ha. Ở đây nó có cái lỗ này này, mình thò tay vô mình chỉnh sửa cái ra. Hôm nay mình để góc luôn ha. Đó.
sẽ cho các bạn xem nha. Nó ngon lắm, chút xíu. Rồi xong cái giường rồi nha. Này.